Mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị em đang xem chương trình Thời sự Hoa Kỳ trên kênh BTV Epoch Times. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ ban biên tập xin gửi lời chúc tới quý khán thính giả thân thương. Ngày mới tràn đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin quý vị hãy bấm subscribe channel, đồng thời like và share video này để giúp kênh được tiếp cận với nhiều khán giả hơn nữa. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Cơn bão càng quét qua 5 tiểu bang và cách ứng xử của chính quyền Biden-Harris. Lôi Merrick Garland ra trước tòa án tối cao hỏi tội vì hàng chục ngàn người không phải công dân Mỹ có tên trong danh sách bầu cử. Các thành viên bộ lạc kiện các viên chức Montana về địa điểm bỏ phiếu. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, số người chết do cơn bão Helena đã vượt quá 200 khi FEMA, cơ quan liên bang quản lý khẩn cấp, thông báo rằng họ không có đủ tiền để giúp những người Mỹ vừa chịu tai ương do bão. Nguyên nhân hết tiền là do 640,9 triệu USD trong quỹ do FEMA quản lý đã được chi cho những người nhập cư bất hợp pháp. Một báo cáo mới cũng tuyên bố FEMA không triển khai được 12 trực thăng Medevac đang đậu tại Greenville, theo như báo cáo của Kristi Jacobsen. Các báo cáo chưa được xác nhận cho biết số người chết cao hơn nhiều so với con số 200. Không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của Fed, một viên chức thực thi pháp luật nói với người dân địa phương và những người hảo tâm đang làm mọi cách để có thể giúp đỡ nạn nhân, nhưng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết của chính phủ Biden. Việc chính phủ không cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở North Carolina khi chỉ còn một tháng nữa sẽ diễn ra. Chưa bao giờ mà cảm thấy thất vọng như thế này, khi người dân cần họ nhất thì chính phủ lại làm ngơ. Nhưng mà có những người không bao giờ chịu tỉnh ngộ chỉ vì họ ghét Tổng thống Trump. Họ không quan tâm đến nhà cửa, thức ăn, mắc mỏ, cướp móc như thế nào. Họ chỉ quan tâm làm sao có thể phá thai và làm sao Mỹ có Tổng thống là nữ đầu tiên. Đây là tương lai của nước Mỹ và chính phủ Biden đang ngó lơ. Hôm qua, Hùng Cao đã hỏi Tim Kaine, chính phủ ở đâu khi bão lụt tràn lan, người dân cần sự giúp đỡ? Joe Biden và Harris ở đâu? Sự thật, Joe Biden đang tắm biển ở Delaware, còn bà Kamala Harris thì tiệc tùng đang đấm bên California. Chỉ có Tổng thống Trump cùng chính quyền các tiểu bang lặn lội giữa cơn bão để đưa thực phẩm cứu trợ tới người dân. Mãi cho tới 5 ngày sau, do áp lực và sự chỉ trích quá lớn từ người dân Mỹ, khiến Biden và Kamala Harris đang lọ mọ đến thăm. Chuyến thăm này chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Phó Tổng thống Kamala Harris đang chịu đựng sự giám sát từ cử tri, đặc biệt là khi chiến dịch tranh cử của bà bước vào giai đoạn cuối. Và cơn bão Helena đã đi qua các bang chiến trường quan trọng như Georgia và Bắc Carolina. Việc bà ta phản ứng quá chậm trễ đã khiến cư dân nơi đây chán nản. Ngay cả những cử tri trung thành nhất của đảng Dân Chủ cũng đã ngao ngán mà thốt lên rằng chúng tôi chẳng thể yên tâm để bỏ lá phiếu của mình cho ứng cử viên trong đảng chúng tôi. Giờ đây, việc đầu tiên mà chúng tôi nghĩ đó là sẽ lựa chọn ai? Giữ tinh thần đảng phái rồi nhắm mắt bỏ phiếu cho Kamala Harris, hay chọn Tổng thống Trump để giữ hòa bình thế giới và phát triển nước Mỹ, làm lợi cho người dân Hoa Kỳ? Hơn 45% cử tri của đảng Dân Chủ tại các tiểu bang chịu ảnh hưởng do bão gây ra đang có xu hướng bỏ phiếu cho Tổng thống Trump sau đại nạn lịch sử này. Đó cũng là đòn chí mạng khiến phe Dân Chủ lo sợ. Lôi Merrick Garland ra trước tòa án tối cao hỏi tội vì hàng chục ngàn người không phải công dân Mỹ có tên trong danh sách bầu cử. Quý khán thính giả thân mến, đảng Cộng Hòa đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về gian lận bầu cử. Hàng chục nhà lập pháp tại Hạ viện và Thượng viện đang yêu cầu Bộ Tư pháp cung cấp thêm thông tin về những nỗ lực ngăn chặn người không phải là công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, mà họ gọi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Trích dẫn lời các quan chức ở nhiều tiểu bang đã xác định những người không phải công dân trong danh sách cử tri của họ. Một lá thư từ 73 nhà lập pháp do thượng nghị sĩ Bill Hagerty, thành viên của đảng Cộng Hòa, và dân biểu Andy Pitts dẫn đầu, gửi tới Tổng chưởng lý Merrick Garland cho biết họ rất nghi ngờ và quan tâm trước các báo cáo về những người không phải công dân đã đăng ký bỏ phiếu và bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang và chưa nhận được phản hồi từ cuộc điều tra vào tháng 7 về vấn đề này. Cho đến hôm nay, vẫn chưa có phản hồi nào từ ngài hoặc bộ của ngài liên quan đến cuộc điều tra ngày 12 tháng 7 năm 2024. Tìm kiếm thông tin về những nỗ lực mà bộ của ngài đã thực hiện để thực thi luật cấm người không phải công dân bỏ phiếu. Vì cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy 34 ngày nữa, nên việc bộ của ngài không hành động và từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến những nỗ lực thúc đẩy lòng tin và sự tin tưởng của công chúng vào cuộc bầu cử của chúng ta là đặc biệt đáng báo động. Cụ thể, họ hỏi có bao nhiêu người nước ngoài đã bị truy tố theo luật liên quan đến việc bỏ phiếu của người không phải công dân. Bộ Tư pháp xử lý các cáo buộc về việc bỏ phiếu hoặc đăng ký của người không phải công dân như thế nào và các bước thực hiện để ngăn chặn hành vi như vậy. Những người không phải công dân không được bỏ phiếu và những đảng viên đảng Cộng hòa cấp cao, bao gồm cả cựu Tổng thống Donald Trump, đã nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng những người không phải công dân có thể cố gắng bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, đặc biệt là khi có dòng người nhập cư đổ vào qua biên giới phía Nam trong những năm gần đây. Vào tháng 8, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã thúc đẩy đạo luật SAFE nhằm yêu cầu các tiểu bang phải xuất trình bằng chứng về quyền công dân khi đăng ký cho một cá nhân bỏ phiếu và yêu cầu các tiểu bang xóa tên những người không phải là công dân ra khỏi danh sách cử tri để đính kèm vào việc gia hạn dự luật chi tiêu nhằm tránh tình trạng chính phủ đóng cửa vào cuối năm tài chính. Các nhà lập pháp trong bức thư đã trích dẫn một thông báo của Tổng chưởng lý Virginia rằng họ đã xác định được 6.303 người không phải là công dân trong danh sách cử tri của mình vào năm 2022 và 2023, trong khi Texas đã xóa 6.500 người không phải công dân khỏi danh sách cử tri của mình. Trong số đó, 1.930 người có lịch sử bỏ phiếu. Tháng trước, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố rằng họ đã buộc tội một người nhập cư bất hợp pháp vì tội đánh cắp danh tính công dân Hoa Kỳ để bỏ phiếu trong nhiều cuộc bầu cử và gian lận để có được hộ chiếu Hoa Kỳ. Rõ ràng là có một lượng cử tri không nhỏ không phải là công dân tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Điều này không chỉ là mối đe dọa nghiêm trọng đến tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử của chúng ta và tiến trình dân chủ mà chúng đại diện, mà còn có khả năng làm giảm lòng tin của người Mỹ vào kết quả bầu cử. Các nhà lập pháp đã thẩm vấn Bộ Tư pháp về thông tin liên quan đến vấn đề này trong yêu cầu ngày 12 tháng 7, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Văn bản cũng hỏi về những bước mà bộ này sẽ thực hiện để truy tố những người không phải công dân đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024. Bộ Tư pháp đã xác nhận với Fox News Digital rằng họ đã nhận được bức thư. Tuần này, DOJ đã kiện Alabama, cáo buộc tiểu bang này đã xóa những cử tri đã được cấp số định danh không phải công dân ra khỏi danh sách bầu cử đã quá gần ngày bầu cử. Cơ quan này lập luận rằng các viên chức đã vi phạm đạo luật đăng ký cử tri quốc gia năm 1993. Theo đó, yêu cầu các tiểu bang phải hoàn tất mọi thay đổi đối với danh sách đăng ký cử tri, chậm nhất là 90 ngày trước cuộc bầu cử liên bang. Các thành viên bộ lạc kiện các viên chức Montana về địa điểm bỏ phiếu. Kính thưa quý vị, các cử tri bản địa ở Montana đã kiện các viên chức bầu cử của tiểu bang và quận vào thứ Sáu để yêu cầu họ điều hành các điểm bỏ phiếu tại khu bảo tồn Fort Peck, vì các địa điểm bỏ phiếu gần nhất hiện nay cách xa khoảng 20 đến 30 dặm tại tòa án quận. Các thành viên của bộ lạc Fort Peck, Assiniboine và Sioux đã lưu ý trong đơn kiện của họ rằng nếu các quan chức không thực hiện thay đổi này, điều đó sẽ củng cố lịch sử lâu dài về sự phân biệt chủng tộc chính thức trong việc bỏ phiếu được thực hiện tại tiểu bang Montana. Vào ngày 16 tháng 9, các thành viên bộ lạc đã gửi cho các viên chức ở các quận Roosevelt và Valley yêu cầu họ thành lập các văn phòng bầu cử vệ tinh tại khu bảo tồn Fort Peck ở các thị trấn Fraser, Poplar của Montana. Các văn phòng này sẽ cung cấp dịch vụ đăng ký cử tri trực tiếp, đăng ký muộn và bỏ phiếu sớm diễn ra như bỏ phiếu vắng mặt trực tiếp tại Montana. Vào ngày 20 tháng 9, các quan chức của quận Roosevelt cho biết họ giới hạn việc đăng ký muộn và bỏ phiếu sớm tại quận lỵ, và các quan chức của quận Valley cho biết họ sẽ chỉ cung cấp 4,5 giờ đăng ký muộn và bỏ phiếu vắng mặt trực tiếp tại một địa điểm vệ tinh ở Fraser. Vào thứ Sáu, 6 thành viên bộ lạc đã đệ đơn kiện các viên chức quận và Bộ trưởng Ngoại giao Montana Kristi Jacobsen, thành viên của đảng Cộng hòa, với lý do rằng việc di chuyển một quãng đường xa để đăng ký hoặc bỏ phiếu gây ra gánh nặng đáng kể cho những cử tri sống trong khu bảo tồn, vi phạm quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tự do và công khai theo hiến pháp tiểu bang. Họ yêu cầu tòa án ra lệnh cho các quan chức bầu cử thành lập các văn phòng vệ tinh tại Fraser và Poplar để cung cấp dịch vụ đăng ký cử tri và bỏ phiếu vắng mặt trực tiếp trước cuộc bầu cử năm 2024 trong cùng giờ với các địa điểm bỏ phiếu tại tòa án quận Valley và Roosevelt. Các nguyên đơn cũng yêu cầu tòa án yêu cầu các viên chức mở các văn phòng vệ tinh trong khi vụ kiện tụng đang diễn ra, vì cuộc bầu cử chỉ còn hơn một tháng nữa. Họ thúc giục tòa án xem xét yêu cầu này vào cuối tuần này, vì cuộc bỏ phiếu sớm ở tiểu bang sẽ bắt đầu vào thứ Hai. Nguyên đơn cho biết nếu sự cứu trợ này không được chấp thuận, các thành viên của bộ lạc sẽ có ít cơ hội tham gia vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới hơn các thành viên khác của cử tri đoàn, vi phạm hiến pháp của tiểu bang Montana.